Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ cập nhật cho các chị những cái sản phẩm mới vừa về và những cái sản phẩm mà đã làm Marukuri, làm đẹp xong, đang có tại Toyota Hiace Smart Tân Cảng Minh Huy. Anh chị nào có nhu cầu sản phẩm nào thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá cũng như là về thủ tục để sử dụng những sản phẩm này nha. Huy xin mời các chị cùng với Huy xem chi tiết về sản phẩm ạ. Toyota Innova Venturer 2019, màu trắng ngọc trai, biển số thành phố, xe số tự động gia đình sử dụng. Xe này thì đi được 58.000 cây số. 2019 full option nha các anh chị. Venturer 2019 rất là nhiều những option. Xe này thì hiện tại bên Huy mới vừa lái về và đang đợi làm Marukuri. Với mức giá chỉ có 701 thôi anh chị nha. 701 để sở hữu một chiếc xe Venturer Innova màu trắng. Giá hiện tại đang rất là hợp lý. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Cái đèn này bên Huy đang cho đi bảo hành. Ok, màu trắng ngọc trai rất là đẹp anh chị nha. Innova số sàn màu trắng biển thành phố 2019, trang bị 7 túi khí, những cái tính năng như ổn định điện thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, mọi thứ đầy đủ. Và sản phẩm này thì bên Huy đang chào bán với giá chỉ có 570 triệu thôi nha anh chị. 2019 full option 570 triệu, biển thành phố khá là hợp lý. Bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm, anh chị chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi, không cần phải làm bất kỳ vấn đề gì cả. Màu trắng rất là đẹp, 570 triệu. Fortuner máy xăng các anh chị, gia đình sử dụng rất là kỹ, biển số thành phố. Xe này mới đi được có 47.000 cái số thôi. 2017 máy xăng một cầu. Xe có những cái tính năng an toàn rất là đầy đủ luôn. Và chiếc xe này thì nước sơn cũng như là ngoại thất còn rất là đẹp luôn. Và hiện tại thì sản phẩm này bên Huy mới vừa lấy về với một mức giá chỉ có 805 triệu thôi nha các chị. 850 triệu anh chị ha. 850 triệu, ghế chỉnh điện rồi công tắc lên xuống là auto ở tất cả các cửa. Xe này trang bị rất là nhiều cái option, lót sàn, dán phim, camera 360 độ, có đầy đủ. 850 triệu, gia đình sử dụng. Anh chị nào đang có nhu cầu tìm xe để sử dụng cho gia đình thì đây là sản phẩm Huy đánh giá khá là cao, bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ. Và đây là chiếc xe Fortuner máy xăng. Xe này được sản xuất vào cuối năm 2018 và đăng ký vào đầu năm 2019, biển số thành phố nha các chị, màu bạc. Và sản phẩm này mua tại Toyota An Thành và bảo dưỡng thì bảo dưỡng ở Toyota An Thành và Toyota Lý Thường Kiệt các bạn. Lịch sử bảo trì bảo dưỡng đầy đủ rõ ràng. Xe mới đi được 25.000 cây số thôi. Sản phẩm này thì vừa mới về luôn. Và bên Huy sẽ tiến hành làm đẹp, làm Marukuri. Sản phẩm này là chiếc xe đã có Cruise Control. Cruise Control cũng như là lái chỉ số trên vô lăng, camera gear đầy đủ nha các bạn nha. Còn trang bị phụ kiện thêm là camera hành trình, rồi bọc trần 3D, lót sàn, dán phim, che mưa đầy đủ. Và đặc biệt sản phẩm này có màn hình gối đầu ở phía sau luôn các anh chị. Và sản phẩm này hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 915 triệu, chỉ 915 triệu. Xe Fortuner máy xăng số tự động. Xe mới bây giờ thì anh chị mua thì phải tốn tầm đâu đó lanh quanh khoảng 1 tỷ 3, gần 1 tỷ 3. Xe này đăng ký 2019 chỉ đi được 25.000 cây số. Với mức giá bán là 915 triệu, Huy nghĩ khá là ok và phù hợp cho các anh chị nha. Toyota Yaris, xe này được sản xuất vào năm 2019 thì khách hàng ở quận 2, cá nhân đứng tên mua xe tại công ty Toyota Hiace Smart Tân Cảng Minh Huy vào tháng 4 năm 2019. Xe màu đỏ nha các bạn, biển thành phố. Anh chị nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Xe này thì hiện tại cũng đang được bên Huy làm đợi làm Marukuri, làm đẹp. Với mức giá là 590 triệu. Với một chiếc xe hatchback.
À, rất là đẹp. À, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái. À, xe thì option đầy đủ các bạn. Những cái hệ thống ổn định điện thân xe, hỗ trợ cửa hành ngăn dốc, rồi hệ thống ổn định điện cùng với hệ thống cùng với túi khí, thì xe này trang bị tới 7 túi khí rồi các bạn. Và đây là một sản phẩm tôi nghĩ rất là phù hợp cho các chị em mua về mình sử dụng trong việc đi lại của gia đình, đi đi chợ cũng như là đi siêu thị, chở con đi học rất là tiện. Xe được trang bị camera dè, rồi cảm biến dè đầy đủ, dán phim che mưa. Xe rất là chất lượng luôn các bạn. Bên Huy sẽ tiến hành là làm đẹp Maruguri theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Với mức giá 590 triệu, anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho các anh chị nha. Toyota Innova số tự động. Xe này thì được sản xuất vào năm 2015. Tháng 3 năm 2015 thì chủ xe mua tại Toyota An Thành. Và xe này thì lịch sử bảo trì bảo dưỡng rất là đầy đủ. Chủ xe là công ty và bảo dưỡng khá là đều ở Toyota An Sương, Toyota An Thành và Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Huy. Lịch sử rất là đầy đủ và đều luôn. Xe này thì có một số chỗ trầy xước, nói chung là trầy xước cũng quanh quanh, thì bên Huy sẽ tiến hành làm đẹp lại. Xe số tự động, số tự động nha các bạn nha. Phù hợp cho các anh chị nào đang cần mua về để sử dụng cho gia đình. Odo chuẩn của xe là 122.000 cây số. Lịch sử đầy đủ rõ ràng, biển số thành phố. Với mức giá là 485 triệu. Xe này công ty đứng tên, khách hàng là ở quận 1. Bên Huy về sẽ tiến hành làm đẹp lại sản phẩm. Anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Còn lịch sử bảo trì cũng như là chất lượng của xe thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ. Anh chị hoàn toàn yên tâm. 485 triệu, xe số tự động, 8 chỗ, rộng rãi, phù hợp cho gia đình sử dụng nha anh chị. Toyota Innova số sàn. Sản phẩm này thì được sản xuất vào năm 2014, biển số thành phố. Đi được 181.000 cây số. Và xe này là màu bạc, biển số thành phố. Anh chị nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Thì hiện tại sản phẩm này mới vừa về, hiện đang đợi làm Maruguri, làm đẹp. Với mức giá vừa phải 345 triệu. Odo của xe là 181.000 cây số nha các bạn. Đã được trang bị đầu DVD, ghế bọc da. Camera dè. Bọc trần lót sàn. Mazda 2 các chị, Mazda 2 2018 mới đi được 19.000 cây số, và hiện tại thì Mazda 2 này bên Huy đang chào bán với giá chỉ có 465 triệu và đang giảm giá rất là tốt nha. Đang giảm mạnh lắm các chị, biển số thành phố. Mazda 2. Đó. Bên cạnh đây là chiếc xe Vios bản G 2020 thì xe này bên Huy đã có khách lái rồi các anh chị. Camry 2.5Q. Sản phẩm này thì 2017. Sản phẩm này thì bên Huy cũng đã có khách đặt rồi. Đang làm hồ sơ ngân hàng và chuẩn bị giao xe. Sản phẩm này thì bên Huy cũng mới vừa có khách đặt ngày hôm qua. Toyota Camry 2.5Q 2014. Và đây, chiếc xe Toyota Yaris 2019, sản phẩm này bên Huy mới làm Maruguri xong. 2019 đi mới được có 17.000 cây số thôi các bạn. Một chiếc xe hatchback rất là đẹp, nhập
Thái. Đó, sản phẩm này thì hiện tại bên Huy đang chào bán với giá 590 triệu các anh chị nha. 590 triệu. Xe cực kỳ lớn và chất lượng, biển số thành phố. Anh chị nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Cùng với đây là chiếc xe Toyota Camry 2.5W, bản cao cấp nhất của dòng Camry nha các anh chị. Xe biển số thành phố, được sản xuất vào năm 2017, đi được 65.000 km và sản phẩm này thì bên Huy đang chào bán với giá là 870 triệu. Camry, một sản phẩm gia đình sử dụng cực kỳ tiện lợi. Xe rất là đẹp, màu nội thất màu đen. Tiếp theo là Toyota Wigo các anh chị. 1.2 số tự động, biển số Bình Dương, đi mới được 25.000 km thôi. Xe này sản xuất vào năm 2019 với một mức giá là 340 triệu. Anh chị có nhu cầu thì mình liên hệ, mình sử dụng, mình mua về để sử dụng cho việc đi lại của gia đình. Thành phố mà đi rất là tiện. Tiếp theo đây là chiếc xe Fortuner máy dầu phiên bản 2.8, có camera 360 độ, rồi loa JBL đầy đủ ha anh chị nha. Hệ thống hỗ trợ đổ đèo, rồi khởi hành ngăn dốc, mọi thứ đầy đủ. Thì sản phẩm này là sản phẩm cao cấp, máy dầu 2.8, số tự động 2 cầu. Sản phẩm này thì là một sản phẩm mới nha các anh chị nha. Sản phẩm xe mới, khách vừa đăng ký xong là bán cho bên Huy luôn. Odo là 1.380 triệu, vẫn còn giảm cho anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn. Bên cạnh đây là chiếc xe Fortuner máy dầu số sàn 2019. Anh chị nào mà thích cái mẫu này thì mình lấy sản phẩm này về mình sử dụng nha. Biển số thành phố, đi mới được có 19.000 cây số thôi anh chị. Có camera dè màu rồng ánh kim, mà nội thất bên trong thì tuyệt vời luôn. Sản phẩm này thì hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 905 triệu, và giá vẫn còn bớt cho anh chị. Anh chị có nhu cầu thì liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị. 2019, màu đồng ánh kim, biển số thành phố, full option. Toyota Innova phiên bản V. Xe này thì biển số thành phố, được sản xuất vào năm 2018, số tự động. Bản V là bản cao cấp nhất của dòng Innova. Xe này đi được 73.000 cây số, số tự động nha các anh chị. Bản V, bản cao cấp, ghế chỉnh điện, da theo xe, có DVD, camera da, mọi thứ. Đó, vô lăng bọc da, ốp gỗ. Xe thì 7 túi khí, rồi có những hệ thống an toàn thì hầu như có đủ. Hỗ trợ khởi hành ngăn dốc, ổn định điện thân xe, mọi thứ ok hết. 755 triệu nha các anh chị. Đó, với một mẫu xe bản V 2.0V đó các anh chị. Tiếp theo là chiếc xe Toyota Innova số sàn 2018 màu đồng ánh kim. Xe này đi được 88.000 cây số nha. Xe này thì option nó cũng khá là đầy đủ. DVD, ghế da, dán phim, lót sàn, bọc trần. Lịch sử thì anh chị yên tâm nha, bên Huy thì cam kết lịch sử cây số rồi cho anh chị. Và sản phẩm này bên Huy đang chào bán với giá là 580 triệu, nhưng mà sản phẩm này bên Huy đang giảm giá tới mấy chục triệu lận. Anh chị có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Bên cạnh đây là chiếc xe Toyota Innova Venturer. Sản phẩm này được sản xuất vào năm 2018 và đăng ký vào năm 2019, biển số Long An. Xe này thì số tự động anh chị. Đó, đi được 57.000 cây số. Rất là đẹp, màu đen. Với sản phẩm này hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 695 triệu. Đó, 8 chỗ, rộng rãi, thoải mái, gia đình mình sử dụng đi lại rất là tiện lợi. Bảo dưỡng lịch sử đầy đủ rõ ràng nha anh chị. Bên cạnh đây là chiếc xe Toyota Innova số tự động. Xe này thì được sản xuất vào năm 2016, mẫu mới. Xe thì đi được 136.000 cây số. Động cơ mới, hộp số mới, biển số thành phố. Và hiện tại thì bên Huy đang chào bán sản phẩm này với giá là 580 triệu anh chị nha. 580 triệu. Tiếp theo đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn, biển số Bình Dương. Xe này cực kỳ chất lượng luôn. Mới đi được có 60.000 cây số anh chị ha. 60.000 cây số.
màu đồng bánh kim. Xe này thì hiện tại thì bên Huy cũng đang giảm giá rất là tốt cho cái sản phẩm này. Xe này nội thất còn rất là đẹp luôn, bọc trần 3D, nội thất rất là đẹp. Và với mức giá đang giảm rất là mạnh, 580 triệu nhưng mà bên Huy đang giảm cho sản phẩm này tới mấy chục triệu lận. Anh chị có nhu cầu thì đến xem xe rồi Huy sẽ xin cho anh chị một cái giá tốt nhất nha. Đang giảm khá là tốt. Xe này đẹp. Ok, rồi. Tiếp theo, đây là chiếc xe Rút 2018 các anh chị, 570 triệu. Nhưng mà giảm giá cũng đang rất là tốt. Anh chị có nhu cầu thì liên hệ Huy sẽ tư vấn rõ hơn anh chị. Rút 7 chỗ, gầm cao, số động, dung tích động cơ 1.5 lít. Cũng xe đã bọc da hết rồi. Mình chỉ cần việc lái xe về và sử dụng thôi anh chị nha. Đi được 48.000 cây số à, Toyota Rush. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo. Những cái sản bên Huy thì về liên tục. Anh chị nào mà đang kiếm cho mình một sản phẩm mà chưa có thì anh chị nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới ở bên phải màn hình á, để khi mà có xe Huy sẽ chuyển lên kênh cho anh chị. Mình cảm thấy sản phẩm hợp lý thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Rồi, Huy xin chào.